Các bạn có thể dừng lại ở đây, chúng ta sẽ nhồi bông vào bên trong. Hàng móc tiếp theo thì các bạn sẽ thực hiện cho mình đó là một mũi đơn và một mũi giả. Hàng móc cuối cùng thì các bạn sẽ thực hiện cho mình tất cả các mũi đều là mũi giả. Thì các bạn sẽ thực hiện thêm cho mình 4 mũi giảm nữa.